Thành phố Quy Nhơn theo quốc lộ 1A khoảng hơn 10 km về hướng Bắc. Du khách sẽ tìm đến huyện An Nhơn, đi tiếp theo quốc lộ 19 khoảng 10 km nữa về hướng Tây. Du khách sẽ tới xã Nhơn Lộc. Xã Nhơn Lộc quê hương đặc sản của rượu Bầu Đá, loại rượu từng được thi sĩ Tản Đà xứng tụng là đệ nhị danh tửu, có khoảng hơn 10.000 hộ nấu rượu trong lúc nông nhàn vào các ngày lễ Tết. Riêng thôn Cù Lâm Bắc có khoảng vài chục hộ sinh sống chủ yếu bằng nghề nấu rượu. Theo tương truyền, thuở xưa có một người phụ nữ tên Đấu, quê ở huyện Tây Sơn, Bình Định, lấy chồng về làng Bầu Đá và đem theo nghề nấu rượu gia truyền. Để có được rượu ngon, bà đã phải dùng nước đựng trong bầu của gia đình mình để nấu rượu. Bởi vậy mà rượu mới thơm ngon và có hương vị rất riêng, khác hẳn với các loại rượu khác. Sau khi bà mất, bà đã để lại công thức nấu rượu gia truyền cho người dân trong làng. Để tưởng nhớ công ơn của bà, người dân làng Bầu Đá đã lấy tên bà để đặt tên cho thứ rượu tuyệt hảo này, nhưng để không phạm húy, người ta gọi lái sang thành Bầu Đá thay vì Bà Đấu. Theo các lão làng có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nấu rượu, để có một nồi rượu thơm ngon, người ta phải dùng loại gạo chì để nấu. Mỗi mẻ gạo là 5 kg, nấu đúng 6 tiếng đồng hồ và chỉ được cất trong từ 2,5 lít đến 3 lít rượu. Về đồ nghề làm rượu, người ta sử dụng củ tre có hình cong, đục ruột rỗng để làm ống dẫn rượu từ lò ra chum. Chum đất hứng rượu phải được bịt kín để tránh rượu bay hơi. Trong thời gian nấu, thông thường người ta chỉ để lửa liu riu, tuy nhiên vẫn phải thường xuyên lắng nghe rọt rượu nhỏ nhanh hay chậm để thêm bớt lửa hay không. Chính vì cách nấu cẩn thận này mà rượu Bầu Đá có hương vị rất riêng, tinh khiết và đậm đà. Người ta nấu rượu lâu năm, không cần nêm nếm cũng có thể thẩm định được chất lượng của rượu bằng cách lắng nghe tiếng rơi của rọt rượu trong vại sành lúc chưng cất và hương rượu thoáng qua. Thông thường có hai loại rượu Bầu Đá được bán ra thị trường, đó là rượu Bầu Đá loại 1 có nồng độ từ 50 đến 55 độ, còn loại 2 có nồng độ từ 4 khoảng 45 độ. Cả hai loại đều có thể đốt cháy được. Hiện nay, rượu Bầu Đá Bình Định đã và đang được người tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và du khách nước ngoài rất ưa chuộng vì chất lượng rượu không thua kém những loại rượu nổi tiếng khác như rượu Làng Vân ở Bắc Giang, rượu Sán Nùng ở Lào Cai. Nên sản phẩm rượu Bầu Đá ngày càng nổi tiếng hơn, xã Lâm Nhân Lập đã đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, các khu bán đồ lưu niệm phục vụ khách tham quan, đặc biệt hướng dẫn các làng nghề trên quốc lộ 1A, quốc lộ 19 và các tỉnh lộ 636B, đồng thời phát triển làng nghề dưới hình thức làng nghề du lịch sinh thái.